Áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc. Sáng nay ngày 13 tháng 10, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông. Cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng suy yếu dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông trên khu vực giữa Biển Đông. Cách đảo Song Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 và cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/h. Cảnh báo diễn tiến bão trong khoảng từ 48 đến 72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng suy yếu dần. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới bão gây gió mạnh trên biển. Các khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, gió đông bắc đến bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ven biển các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên còn đề phòng nước dâng cao từ 2 đến 4 mét, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở biển. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn ở miền Trung và Nam Trung Bộ của nước ta. Tổng lượng mưa tích lũy từ chiều tối và đêm ngày 13 đến ngày 16 tháng 10 ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 200 đến 500 mm, có nơi trên 600 mm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.